Thưa quý vị, để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan từ khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La đang ngày đêm bám trụ và kiểm soát chặt chẽ từ đường mòn lối mở. Không quản khó khăn, các cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn giữ vững tinh thần quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Đây là một chốt kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đặt tại đường mòn gần khu vực cột mốc 209 thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Sau trận giông lốc và mưa đá vào đêm hôm trước, nhà bạc đã bị gió thổi, nước mưa đổ vào bên trong, buộc các chiến sĩ phải tu sửa lại. Dù gặp không ít khó khăn, song mỗi người đều nỗ lực với quyết tâm cao nhất là sớm phát hiện và ngăn chặn không cho dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến địa bàn. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì còn gặp rất nhiều khó khăn, như cái địa hình thực hiện nhiệm vụ rất là hiểm trở và cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì tương đối mỏng so với cái chiều dài biên giới cũng như là những lối mở. Khó khăn là thế, nhưng từ khi đặt chốt tại đây, các cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc. Cùng với đó, lực lượng biên phòng còn phối hợp với dân quân tự vệ xã để tuần tra kiểm soát. Chúng tôi thì cũng thấy là các đồng chí biên phòng cũng rất là vất vả, nên cũng muốn góp một phần công sức của mình. Là một dân quân trong xã thì tôi cũng muốn phối hợp cùng với các đồng chí để làm sao mình ngăn chặn được các đối tượng qua lại trái phép. Hiện nay, đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã lập 2 chốt kiểm soát cố định và kết hợp với trạm kiểm soát cửa khẩu thường trực 24/24. Đến nay đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa 35 công dân Việt Nam trở về từ Lào đi cách ly tập trung. Đối với người dân ấy, thì còn liên quan đến miếng cơm manh áo, chúng tôi vẫn kiên quyết là bằng mọi biện pháp là tuyên truyền vận động và thuyết phục giáo dục và phối hợp với trung tâm y tế huyện và các ngành chức năng là tổ chức đưa công dân đi cách ly theo đúng quy định. Tỉnh Sơn La có hơn 270 km đường biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đã kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh, lực lượng biên phòng đã thành lập 26 chốt kiểm soát tại các đường mòn lối mở. Nỗ lực của lực lượng biên phòng đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống, ngăn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.